đấy là hiện tại thì có thể là do kinh tế phát triển lên nhà đó chẳng hạn, thì các bạn ấy đang quan tâm đến nó nhiều hơn, và cái tình cảm các bạn dành cho thú cưng nó rất là lớn và nó rất là chân thành. À, phải tâm sự nói chuyện với nó mới hay. Đó, tâm sự trước kia. Này, rồi. Thực ra thì tình cờ thôi, bởi vì lúc mình bắt về thì nhìn trong màu lông nó giống con rúi, thì gọi tên là rúi được ủng hộ. Chúng muốn chơi kia kìa, muốn chơi con vẹn này, muốn chơi vẹn nào, này muốn xuống chơi vẹn thắng này, vẹn sò này, chơi vẹn. Tay cầm gì? Ha ha ha.